Bất ngờ với cách nấu súp vị nước tương chua ngọt. Xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Hôm nay Nhi chia sẻ một món súp chay rất là ngon và hấp dẫn. Về nguyên liệu Nhi sẽ sơ chế trước nha. Sẽ có là nửa trái bắp Mỹ, cả nhà có thể bào mỏng hoặc là cắt lát mỏng. Tiếp đến là ham chay, Nhi sẽ cắt hành sợi, cả nhà cũng có thể thay chả chay. Và đây là tàu hủ kỳ lá tươi, Nhi sẽ cắt sợi luôn, cả nhà cũng có thể thay thành ván đậu. Nhi có thêm nấm chim châm và đậu hũ non. Món này như sử dụng một ít vị chua thanh của cà chua, hai trái chín mọng, băm nhuyễn hoặc là xay nhuyễn cũng được. Về gia vị như sẽ pha sẵn ở trong chén. Món súp này có vị thanh và thơm của nước tương chinh su nấm shiitake là gia vị chủ đạo, như dùng là 3 thìa canh nha. Và một ít chua nữa như sử dụng là củ giấm. Công thức chi tiết như có ghi trên màn hình hen. Thêm vào một xíu đường nữa nè. Một ít muối nè. Tương ớt vị cay nhẹ nhẹ, một xíu dầu mè thơm, khuấy đều lên. Và để cái phần súp này sệt, Nhi sẽ pha luôn một ít là bột năng. Cả nhà cũng có thể là thay thành bột bắp nha. Còn bây giờ nấu, Nhi cho một ít dầu ăn nè. Thêm hết cà chua băm nhuyễn vào. Cho một xíu đường. Và Nhi có thêm một hoa hồi. Nếu không có hoa hồi, cả nhà bỏ qua ha. Và mình sẽ làm cho cà chua nát nhừ ra luôn. Thì lúc đó mình mới thêm nước vào. Nguyên liệu đầu tiên Nhi sẽ cho vào đó là bắp Mỹ. Cả nhà sẽ nấu cho nước dùng sôi. Mình mới thả nấm kim châm nè. Rồi đến ham chay, tàu hủ kỳ lá tươi cắt nhuyễn nè và đậu hũ non. Lúc này mình nấu thêm vài phút nữa ha. Rồi cả nhà bắt đầu nêm gia vị là cái chén sốt lúc đầu mình pha đó. Sau khi đã nêm gia vị, cả nhà có thể nêm nếm lại một lần nữa theo khẩu vị của gia đình mình nha. Và cái phần để làm cho súp sệt đó chính là cái bột năng mà mình đã pha với nước đó cả nhà. Bây giờ sẽ cho vào luôn. Cả nhà thích đặc nhiều hơn thì mình cho cái lượng bột năng nhiều hơn. Và lúc này súp của mình rất là thơm luôn. Và do cái gia vị chủ đạo là nước tương chinh su nấm shiitake, ngọt thanh từ nấm nè, các đầu bếp chuyên dùng. Cho nên là cái vị súp ngày hôm nay cực kỳ ngon và hấp dẫn vị giác. Như thêm một ít ngò rí nè, rồi rắc thêm tiêu xay nữa. Khác với các món súp rau củ, món này có vị chua ngọt nhưng mà dễ ăn lắm. Cả nhà tham khảo thử món súp chay ngày hôm nay nha.